Kết quả Đức 1-0 Hà Lan, xe tăng chắc suất đi tiếp. Hà Lan không chống nổi xe tăng, Đức chắc suất đi tiếp. Trận Đức vs Hà Lan thuộc vòng 4 bảng 3 League A UEFA Nations League 2024-25 đã kết thúc với thắng lợi tối thiểu nghiêng về phía đội chủ nhà. Với kết quả này, Đức đã chắc suất đi tiếp, trong khi Hà Lan vẫn giữ được vị trí thứ hai. Bàn thắng Đức, Liêu Liên, 64. Do mới nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước nên trung vệ trụ cột của Hà Lan là Virgil van Dijk phải thụ án treo giò. Không có chốt chặn đáng tin cậy đang chơi bóng ở Anh cho Liverpool. Phòng tuyến của Oran đã để lộ nhiều sơ hở, đặc biệt là ở hiệp đấu thứ nhất. Sự thiếu chắc chắn của họ đã tạo điều kiện cho tân binh Liêu Liên bên phía đội tuyển Đức chọc thủng lưới thủ thành Verberger ngay phút thứ hai. May cho Hà Lan là sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Sau tình huống thoát thua hú vía này, Hà Lan thay vì đề cao cảnh giác vẫn tiếp tục tỏ ra rất chủ quan trong khâu phòng ngự. Đã không ít lần, các hậu vệ và thủ môn của họ phối hợp không tốt với nhau, tạo điều kiện cho người Đức có cơ hội uy hiếp khung thành đội khách. Thống kê cho thấy, ở hiệp đấu đầu tiên, Hà Lan để cho Đức tung ra tới 8 cú dứt điểm, trong khi họ không có nổi pha oanh tạc nào. Liêu Liên ghi bàn ngay ở trận ra mắt đội tuyển Đức. Với thế trận một chiều như vậy, việc Hà Lan đứng vững cho tới khi hai đội bước vào giờ nghỉ có thể xem là thành công với họ. Ở hiệp đấu thứ hai, huấn luyện viên Koeman đã đưa ra một số sự điều chỉnh về nhân sự giúp Hà Lan không còn tỏ ra lép vế như trước. Mặc dù vậy, đến phút 64, đội bóng có biệt danh cơn lốc màu da cam cuối cùng vẫn phải nhận bàn thua. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, bóng này đến đúng vị trí của Liêu Liên và cầu thủ 23 tuổi này đã tung cú đá mạnh như búa bổ không cho thủ môn Verberger có cơ hội cản phá. Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Hà Lan buộc phải đẩy cao đội hình để chơi tấn công nhiều hơn. Trong những phút cuối họ cũng tạo ra được những cơ hội khá rõ rệt nhưng lại không thể ghi bàn. Đơn cử như tình huống Simon sút bóng dội xà ngang, hay cầu thủ vào sân thay người Malen dày nã Đại Bác ê từ ngoài vòng cấm buộc bao mang phải cứu thua vất vả. Với việc tỷ số 1-0 được giữ tới phút cuối, huấn luyện viên Nagelsmann đã có được chiến thắng thứ 10 trong 17 lần dẫn dắt đội tuyển Đức, hòa 4, thua 3. Với Hà Lan, cửa đi tiếp của họ vẫn rất sáng do đội bóng này chỉ phải gặp hai đối thủ dưới tầm là Bosnia và Hungary ở hai lượt đấu còn lại. Đội hình thi đấu: Đức, Baumann, Kimmich, Rudiger, Slotter, Mittelstadt, Stiller, Anton 82, Havovi, Skay 77, Gnabry, White, Andrich 46, Liêu Liên, Gosens 87, Herlending, Bukak 82, Hà Lan, Verberger, Dumfries, Jevrik, Van de Ven, Hato, Gravenberg, Gjørtrudia 80, Huy Timber, Wiefer 46, Simon, Reijnder, Malen 46, Gakpo, Frimpong 65, Broby, Jaike 75.